23. Phẩm Thiên Chủ. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy rất là sâu xa, khó thấy khó biết. Khi ấy Phật bảo trời Đế Thích: Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói, Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất là sâu xa, Bát Nhã Ba La Mật Đa này khó thấy khó biết. Này Kiều Thi Ca, vì hư không mênh mông nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng như vậy rất là mênh mông, vì hư không khó thấy khó biết nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng như vậy khó thấy khó biết. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này tự tánh xa lìa, hoàn toàn không sở hữu giống như hư không. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các loài hữu tình chẳng phải với chút ít thiện căn mà có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp, phân biệt giảng thuyết rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa khó thấy khó biết này cho hữu tình. Phật bảo trời Đế Thích: Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, các loài hữu tình chẳng phải với chút ít thiện căn mà có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp và phân biệt giảng thuyết rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa khó thấy khó biết này cho các hữu tình, hoặc biên chép làm cho lưu bố rộng rãi, các hữu tình này được công đức vô lượng. Kiều Thi Ca, giả sử tất cả hữu tình ở trong châu thiện bộ này đều thành tựu 10 thiện nghiệp đạo, ý ông thế nào, các hữu tình này được công đức có nhiều không? Trời Đế Thích thưa: Rất nhiều, kính bạch Thế Tôn, rất nhiều, kính bạch thiện thệ. Phật bảo: Kiều Thi Ca, có các thiện nam tử, thiện nữ vân vân, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp, phân biệt giảng nói rộng rãi kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này cho tất cả hữu tình, hoặc là biên chép làm cho được lưu bố cùng khắp, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được công đức hơn công đức trước gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp cùng cực số lần. Bấy giờ trong đại hội có một bí xô bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, chuyên tinh tu học, tư duy đúng pháp, phân biệt giảng dạy rộng rãi kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này cho tất cả hữu tình, hoặc lại biên chép làm cho được lưu bố cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được công đức hơn ngài. Trời Đế Thích thưa: Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này chỉ cần một lần phát tâm đầu tiên còn hơn tôi, huống là trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, chuyên tinh tu học, tư duy đúng pháp, phân biệt giảng dạy kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho tất cả hữu tình, hoặc lại biên chép làm cho được lưu bố cùng khắp. Bí xô nên biết công đức của đại Bồ Tát này đạt được cũng hơn tất cả công đức của thế gian trời, người, A Tố La vân vân đạt được. Bí xô nên biết công đức của đại Bồ Tát này đạt được chẳng những hơn công đức của khắp tất cả thế gian trời, người, A Tố La vân vân đạt được, mà còn hơn tất cả các bậc dự lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Độc Giác đạt được. Bí xô nên biết công đức của đại Bồ Tát này đạt được chẳng những hơn công đức của khắp tất cả các bậc dự lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Độc Giác, mà còn hơn tất cả các đại Bồ Tát làm nhà đại thí chủ tu hạnh bố thí mà xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bí xô nên biết công đức của đại Bồ Tát này đạt được cũng hơn tất cả các đại Bồ Tát xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thường tu học giới thanh tịnh, giới không khuyết, giới không hủy, giới không tạp, giới không uế và làm viên mãn giới uẩn. Bí xô nên biết công đức của đại Bồ Tát này đạt được cũng hơn sự tu học của tất cả các đại Bồ Tát xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thường tu học viên mãn an nhẫn, viên mãn tịch tĩnh, không sân không hận, cho đến đối với cây cháy cũng không có tâm làm hại, an nhẫn hoàn toàn. Bí xô nên biết công đức của đại Bồ Tát này đạt được cũng hơn sự tu học của tất cả các đại Bồ Tát xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thường tu học tinh tiến dõng mãnh, không từ bỏ sự hộ trì tốt đẹp nào, không lười biếng, không hèn kém, tinh tấn viên mãn nghiệp thân ngữ ý. Bí xô nên biết công đức của đại Bồ Tát này đạt được cũng hơn sự tu học của tất cả các đại Bồ Tát xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thường tu học tịnh lự đáng kính, tịnh lự đáng ưa thích, tịnh lự dõng mãnh, tịnh lự an trụ, tịnh lự tự tại, tịnh lự viên mãn. Bí xô nên biết công đức của đại Bồ Tát này đạt được cũng hơn sự tu học của tất cả các đại Bồ Tát xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thường tu học các thiện căn khác.
Bí Xô nên biết, Đại Bồ Tát này, đúng như lời dạy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa để có phương tiện thiện xảo, nên hơn tất cả thế gian trời người A Tố Lạc vân vân, cũng hơn tất cả thanh văn độc giác, cũng hơn tất cả các chúng Bồ Tát xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đúng theo lời dạy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này tùy thuận hoàn toàn, Đại Bồ Tát này có thể kế tục trùng tánh trí nhất thiết trí, làm cho không đoạn tuyệt, thường gần gũi bạn lành chân tịnh là chư Phật và Bồ Tát. Đại Bồ Tát này tu hành tịnh hạnh thù thắng như vậy, thường không xa lìa tòa Bồ Đề vi diệu, hàng phục chúng ma, chế ngự các ngoại đạo. Đại Bồ Tát này khi tu học như vậy, phương tiện thiện xảo, thường hay cứu vớt các loài hữu tình chìm đắm trong bùn phiền não. Đại Bồ Tát này khi học như vậy, phương tiện thiện xảo, thường học pháp cần nên học của chúng Đại Bồ Tát, chẳng học pháp nên học của các thanh văn độc giác thừa, vân vân. Bí Xô nên biết, Đại Bồ Tát này, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa khi học như vậy, các chúng thiên thần đều rất hoan hỷ. Bốn vua hộ thế đều thống lĩnh thiên chúng đi đến chỗ Đại Bồ Tát đó cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, đồng nói thế này. Lành thay đại sĩ, nên siêng năng tinh tấn học pháp cần nên học của các chúng Đại Bồ Tát, chớ học pháp nên học của các thanh văn độc giác thừa. Nếu học được như vậy thì mau an trụ nơi tòa diệu Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng.